Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ review sức của Omni Button Sun. Và đây là hình dáng của nó. Con này là mình tự xây nha. Khá là ok. Và bây giờ bắt đầu test sức mạnh thôi. Và trận chiến của Omni Button Sun và Sun V3 bắt đầu. Tụi nó tê lì đi chỗ khác rồi. À, nó đây rồi. Và mình đã cài trigger cho nó. Nhưng nó phạm 6 tê ly chỉ trong đấu trường thôi. Lấy thêm gạc xì tự khát máu chơi. Mọi người nghĩ ai sẽ chiến thắng? Ha ha ha, chỉ cần trường một cái là gác cơ cũng phải lên bàn thờ. Ok, bây giờ thì sẽ đến gót cha ra. Ngủm rồi. Ok, bây giờ thì sẽ là Epic San. Ok, bây giờ thì sẽ là em Zosan 404. Cố lên anh Sa, em tin vào anh. Ủa, anh đâu rồi? Anh ơi, anh đâu rồi mà sao toàn bờ Blaster không vậy? Câu Omni Button Sun thắng rồi. Ok ba mọi người nha.